Đối với việc nuôi tôm cua cái kết hợp trong mô hình nuôi quảng canh cải tiến, thì người nuôi cần lưu ý một số yếu tố quan trọng như lựa chọn vị trí ao nuôi phù hợp, chuẩn bị ao nuôi kỹ thuật, chọn giống tôm cua chất lượng tốt, áp dụng kỹ thuật nuôi tiên tiến, sử dụng đúng cách và hiệu quả vi sinh trong xử lý môi trường. Trong đó, việc chọn được con giống tốt là yếu tố quyết định hiệu quả canh tác. Sau khi chọn được giống tốt, phải nuôi trong ao dèo để con giống thích nghi với môi trường ao nuôi. Khi thích nghi tốt thì mới thả ra đầm lớn. Thì để làm sao giúp cho bà con chúng ta là nuôi tôm cũng như nuôi cua thích nghi được với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, và làm sao để cho bà con có được cái năng suất, thì từ góc độ đó là anh em đều có những cái chương trình, những kế hoạch để thực hiện tập huấn cũng như là xây dựng các mô hình trình diễn, ví dụ giống như là mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp cua cá là hai giai đoạn, trong đó là tôm nuôi hai giai đoạn và cua cũng nuôi hai giai đoạn. Lý do tại sao mà chúng ta nuôi hai giai đoạn là nhất là để cho bà con chúng ta kiểm soát được cái tỷ lệ sống. Ví dụ giống như theo như khuyến cáo của bên em chuyên môn những năm trước, thì 1 hectare nuôi cua kết hợp với tôm thì bà con thả khoảng 1.000 con. Nhưng mà nếu như bà con thả thẳng mà không ương dèo, tức là không làm hai đoạn á, là bà con sẽ không kiểm soát được tỷ lệ sống, tức là thả xuống bao nhiêu thì có thể cá ăn hết. Chính vì cái điều kiện đó cho nên là bắt đầu từ năm 2017-2018 đến thời điểm này là các chương trình dự án của khuyến nông kết hợp với hộ dân cũng như là của riêng khuyến nông là khuyến cáo bà con làm sao chúng ta nuôi cua theo hướng hai giai đoạn, tức là phải ương dèo và nuôi. Và một cái điều kiện để làm sao mà bà con nuôi theo hướng hai giai đoạn ở đây thì ở độ khuyến nông thì anh em cũng khuyến cáo bà con như thế này, tức là bây giờ là nếu diện tích của bà con là 10 công vuông, ví dụ là 10 công vuông, thì bà con có thể là thả một lần là khoảng 1.000 con cua. Thì 1.000 con cua ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái đợt thả. Nếu như những tháng mưa, ví dụ tháng 7, tháng 8 mà mưa nhiều, độ mặn thấp dưới 10/1000 thì bà con có thể là chúng ta chọn những cái con cua hạt dưa mà đã được dèo ở cái cơ sở dèo cua tốt, xuống hạ độ mặn đúng 10/1000 rồi, ở cua hạt dưa rồi đó, thì bà con sẽ đem về thả thẳng, chúng ta không cần lần hai đoạn ở, tại vì ở cua hạt dưa đó là cá nó sẽ không ăn được. Và nếu như trường hợp vào những tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 dương lịch mà độ mặn khoảng tầm 30/1000 thì bắt buộc bà con chúng ta phải làm hướng hai giai đoạn thì chúng ta mới có được cái năng suất tốt. Bởi vì nếu như con cua tôi hai mà bà con đem về bà con thả thẳng là cá nó sẽ ăn hết. Và cái điều kiện để chúng ta làm hai giai đoạn thì đơn giản thôi. Ví dụ bà con chỉ cần thiết kế được một cái mùng lưới khoảng tầm 15-20 m², và nhớ đây chúng ta phải lựa cái lưới mà nó đảm bảo được cái chất lượng, tức là phải căng thẳng bốn góc, và lưới này phải đảm bảo chất lượng đấy. Thứ nhất là cua bên ngoài nó sẽ không kẹp gắt được. Thứ hai là nó sẽ tránh cái tình trạng mà khi mình dèo nó sẽ bị gắt lưới và cá nó sẽ vào nó ăn cua. Thì mùng lưới dèo ở đây thì từ 15-20 m². Ở trong mùng lưới đó thì bà con có thể là bố trí trà khô hoặc là lú cũ hoặc là lưới cũ trong đó, dày đặt trong đó hết. Và khi mà đem cua về thì bà con thường cua khoảng 30 phút đến 45 phút, sau đó bà con thả vào trong cái mùng lưới đó và kết hợp với cho ăn. Cho ăn đây thì bà con có hai nguồn, thứ nhất là cái cá phi tạp và thứ hai là thức ăn công nghiệp của tôm thẻ chân trắng. Những năm qua, nhờ áp dụng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến mà ông Trần Trung Hiếu, ấp Ba Mến, xã An Trạch A, huyện Đông Hải có những vụ nuôi thành công. Ông có hơn 2 hectare đất canh tác. Ngoài cải tạo ao đầm phù hợp, ông quan tâm đến chất lượng con giống khi thả nuôi. Con giống tốt thì tôm cua ít bị bệnh, sức sống cao, ăn khỏe, mau lớn. Chọn kỹ giống và thực hiện dèo tôm cua trước khi thả ra đầm là các bước không thể thiếu để ông thực hiện mô hình hiệu quả. So sánh năm nay thì cũng có biết là năm nay thì hạn, gian hạn nắng kéo dài. Thì độ mặn đến thời điểm này, độ mặn trong vuông tôi đo ngày kia là còn 30/1000. Thì năm nay thoa nếu mình không có áp dụng khoa học, không có áp dụng vi sinh hoặc là các cái kỹ thuật đó thì vô phương nuôi được. Cái độ mặn hiện nay vẫn còn cao so với mấy năm trước. Cái thứ hai nữa thì hiện nay giá tôm thì nó cũng không được bình ổn. Hiện nay giá tôm là nó sụt khoảng 50% so với lúc trước. Như hiện nay xã tôi bán là 30 con là còn có 145.000 mà tôm oxy. Có cua thì hiện giờ đang có giá. Cua thì sáng gạch 500, y thì 300. Cá thì nếu mình ấy thì mình gạn. Tôi thì cũng ít thuốc lắm. Thổ chắc nước cạn thì mình gạn thôi. Với mình lựa khúc nào mình sâu, cá nó dòm gì đó là mình gạn rồi. Chứ mình không thuốc hết. Thuốc hết thì gây thuốc cá giờ nó cũng gây có ảnh hưởng tất các thuốc trong. Mình đâu có biết được. Nhiều khi thuốc đó là tôm vẫn bị chết. Hàng năm thì như tôi thì đa số sử dụng xe cuốc vô, như là chỗ nào mội là sảm mội kéo bò ra sảm, cho nó nước anh phải giữ chất lượng nước là phải tối đa phải 1m3, 1m4 ở dưới mương, còn ở trên là phải 8 tấc tới lên ở trên mặt trận. Thì như vậy thì hiệu quả nó mới cao hơn.
sên vét là tôi sên vét xong là tôi phải phơi đầm ạ. Phơi đầm khoảng 10 bữa nửa tháng lựa thời điểm nắng á. Mỗi năm thì tôi phơi đó ít nhất là một đợt, năm nào mà đất thấy chưa ổn định phải thơi hai đợt. À, thì mình phơi thì chất lượng đất khi mình đất găng nó nứt lên, nứt nẻ như mình ra đây chỗ tôi đứng nè, thì nó tốt hơn. Rồi mình vô mình xử vôi, ví dụ lấy nước rồi bón dục vôi rồi hai bên bờ đàng hoàng. Và một ta là tôi đánh khoảng 30-40 kg, thì tùy theo mà mình có độ phèn của mình. Độ phèn ít thì mình đánh hơi ít, mình thấy cái phèn còn nhiều mình đánh nó nhiều. Ở đây là tôi về tôm, kể cả tôm thì tôi bắt tôm có chất lượng, lựa chỗ uy tín đàng hoàng, tôi ghi hợp đồng. Tại tôi hợp tác xã là tới 148 hectare. Hàng tháng thì tôi bắt là một đợt cái gì thì tụi tôi về dèo lại, tụi tôi bót khoảng 12-13, ký hợp đồng đàng hoàng. Về tôi dèo khoảng 4-5 ngày, 5-6 ngày thấy con tôm mới đạt nhiều thì tụi tôi mới bung ra. Cua cũng vậy. Cho nên nó là với lựa chỗ uy tín chất lượng ký hợp đồng đàng hoàng chứ không có bắt tôm cho nổi hoặc cua cho nổi. Từ đó hiệu quả của bác nó tốt hơn. Mùa vụ đợt này là ngay vụ nè, ngay vô vụ nè. Hồi giờ nước mà vừa mặn lại là cải tạo ao rồi đó. Khoảng tháng 10, cũng người âm lịch á, là cải tạo ao ra nước mặn vô đầu là thả. Giờ hiện giờ đang thu hoạch nè. Hiện giờ đang thu hoạch mà ở đây thì mấy tháng này thì tôi tháng thả vô một lần, tỉa thưa rồi thả bù. Nhưng mà một cả tháng 8 là tôi sẽ phơi đầm cải tạo rồi. Để tháng 9, tháng 10 tôi bắt đầu vô vụ mới. So với tình hình thời tiết và tình hình dịch bệnh diễn biến bất lợi như hiện nay, thì không riêng việc nuôi trồng thủy sản, mà đối với các mô hình chăn nuôi khác cũng cần áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Mô hình nuôi kết hợp tôm cua cá có áp dụng kỹ thuật nuôi quảng canh cải tiến là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhà nông có diện tích canh tác rộng, vốn đầu tư không nhiều. Bởi mô hình này sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, không sử dụng quá chất, cộng với việc thả nhiều đối tượng nuôi trong một mô hình đã tận dụng hệ sinh thái tự nhiên trong ao nuôi. Qua đó, góp phần đảm bảo môi trường nuôi bền vững mà sản phẩm lại là sản phẩm an toàn. Qua đó giúp nông dân phát triển mô hình vừa xây dựng thương hiệu chăn nuôi.